Ui, bạn đâu rồi? Xuống đi nhanh lên. Ui, con ra rồi. Như bạn ấy bị trói rồi các bạn ạ. Xin nhanh trả lại đi đây các bạn ạ. Nào, lâu thế nhỉ? Chưa thấy xe bạn ốc, xe của bạn ốc đi nhanh thật. Zin 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 zin. Màu cam này, đấy, còn một chú cá màu xám này các bạn ơi, đẹp chưa này? Nào, mình phải đi nhanh lên thôi. Cam ơi, Cam, đi chơi đi Cam ơi. Wow, các bạn Cam nuôi con chó này to thế nhỉ? Không biết nuôi từ bao giờ. Ui, hình như nó đuổi mình ấy. Ui, chó đuổi, chó đuổi. Ui, chó to thế, Cam ơi, ra khỏi chó này. Ui, ôi, nó đuổi mình thế này. Mình chạy thì không chạy được với nó đâu, mình phải trốn ra thôi. Wow, nó chạy đi mất rồi. May quá. Ui, mình nghe thấy tiếng của xe cảnh sát ở đâu ấy nhở? À, đây rồi. Ui, nhưng mà xe cảnh sát sao lại có một cái quan gì nó ngồi trên xe thế kia? Ui, cảnh sát chú còn đắn này. Hình như là qua đấy nó điều khiển chú cảnh sát rồi. Ui, chú cảnh sát ơi, cháu xuống đây rồi. À, hình như chú không phải bắn mình đâu. Chú bắn cái quan gì? Trông có hai tay hai chân kìa. Trông kiểu như con quái vật ếch ấy. Ui, chú đuổi con đấy ra đằng này rồi này. Hình như chú cảnh sát bắt được con đấy rồi này. Con tới này. Ôi, không xong rồi. Con đấy nó ăn mất cảnh sát rồi sao ấy. Nó đang điều khiển cái xe này. Mà nó lại còn cả cầm cả dây thừng kìa. Ui, nó ném dây thừng của mình. Ơ, à, kia là bạn ốc kìa. Mà sao hôm nay bạn lại ngồi ở trên cái xe cảnh sát thế nhở? Ui, không xong rồi. Bạn ấy phạm tội gì rồi mà cảnh sát bắt đi các bạn ơi. Ơ, à, mà mình nhìn thấy người lái sau này hình như không phải là cảnh sát đâu. Cảnh sát đâu ấy các bạn ơi. Mà là một con quái vật kia. Ui, mình phải đuổi theo thôi để cứu bạn ốc. Ui, bạn ốc ơi, xuống đi nhanh lên. Ui, con ra rồi. Như bạn ấy bị trói rồi các bạn ạ. Ui, bạn ốc ơi, bạn ốc ơi. Mình chạy không kịp rồi. Xe nó chạy nhanh thế này. Ui, mình phải nấp vào đây. Có cái xe gì ở kia kìa các bạn ơi. Một cái xe to đùng ý. To hơn cả xe cảnh sát các bạn ạ. Ui, hình như nó đang tiến về phía mình kìa. Mình phải chạy nhanh thôi. Xe rồi, xe rồi. Ui, ui, nó hút vào mình rồi. Đau quá các bạn ơi. May quá đã dừng rồi kìa. Không biết là xe gì nhờ. Để mình lên mình hóa xem tài xế là ai nhỉ. À, ui, nhưng mà mình đau quá. May, may quá mình mang theo cái này. Không biết là chân mình bị làm sao ấy các bạn ơi. Ui, đây này, nó sưng hết lên rồi. Nhiều vết thế này. Nào, mình phải lấy cái này mình cậy ra thôi các bạn ạ. Ai, ui, đau quá, đau quá. Ui, ui, gỡ mãi không được cơ. Ui, cái xe này nó đi tốc độ cao thật. Như kiểu xe đua ấy. Đấy, mình gỡ được một cái hình tròn rồi này. Wow, còn một cái hình vuông nữa này các bạn ơi. Đấy. Ui, đau thật đấy. Mà có cái gì còn quặm vào trong quần mình đây này. Ơ, các bạn ơi, có cái gì đây? Ơ, ui, cả một cái bánh xe. Nó rơi, nó dính vào chân mình luôn. Bảo sao chân mình đau thế. Hay là trèo chân rồi ý. Mình thấy đau, không đi được luôn. Bây giờ phải gỡ cái bánh này ra thôi các bạn ơi. Ui, cả một cái bánh xe luôn. Nó rơi ra này. Đấy, mình sẽ kẹp vào cái trục xe này nhá. Ai ui, đây được rồi, may chưa này. Đấy, tiền tiền, một cái bánh xe. Bánh xe đây là bánh xe đua đấy các bạn ơi. Này, nó rơi ra cả và dính vào chân mình. May quá, là mình lên mình ngó xem cái xe kia có ai nhá các bạn nhá. Không biết là xe ai lái nhở. Ủa, mà mình thấy xe đẹp thế. Ui, xe màu hồng đấy các bạn ơi. Wow, để mình xem nào. Ô, đây là một xe thể thao, không người lái các bạn ạ. Wow, này. Ui, một cái xe thể thao đi đẹp chưa? Bây giờ mình thử xem xe lái như nào. Mình mượn để mình lái mình đi mình tìm bạn ốc nhá. Đây là chính là cái vô lăng để lái này. Đấy, vô lăng để lái điều khiển xe đấy. Đây là cái những cái nút gì đây? Ui, nút lên trước phải này các bạn ơi. Wow, ui, đây là nút nguồn đấy. Này, đấy, nút nguồn kêu này để các chức năng hoạt động. Nào mình xem đây là cái gì nào. À, xin nhang các bạn ơi. Ấn cái này là xin nhang bên trái này. Wow, vặn cái này là xin nhang bên phải này. Ui, còn đây là mở nhạc này các bạn này. Ấy, mở nhạc này. Tôi sách hướng dẫn đi này. Wow, đây là cả nút đi đấy các bạn ơi. Ý, ý, ấn đèn sáng. Đây, đây này, các bạn ơi nhá, mình ấn cái này. Ấn nút màu hồng này nhá. Đấy thì đèn sáng lên này các bạn ơi. Đấy, đèn sáng rồi. Nào bây giờ mình sẵn sàng mình lái thôi. Coi, coi. Ý, các bạn thấy còi to chưa? Nào, bắt đầu thôi, hành trình đi tìm bạn ốc nào. Xem xem. Đi thôi nào, xin 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 xin. Dừng nào, đi đây rẽ sang bên phải. Đấy, xin nhan này các bạn ơi. Đấy,
Kéo sang đây là mình phải xin nhan nhá. Đấy, là xin nhan trái nào. Đấy, xin nhan trái. Wow, phải đi đúng phần đường của mình nhá. Dừng này. Đấy, để cho người ta đi bộ, người ta đi đấy các bạn ạ. Đấy, khi nào người ta đi xong rồi là mình lại đi tiếp nào. Đấy, đi thôi. Zin 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 zin. Wow. Ui, đấy, lái chiếc xe thể thao là thích thật đấy các bạn ạ. Wow, được trải nghiệm này. Đấy, nào chuẩn bị. Xin nhan bên phải này. Wow, đấy chiếc xe màu xanh của mình đang đi đấy. Nào, dừng để cho người ta đi bộ, để người ta đi ra đường rồi đấy các bạn ơi. Wow, nào bắt đầu đi tiếp thôi. Zin zin. Đấy, bấn còi. Zin 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 zin. Xin nhan trái này. Đấy, xin nhan trái là đi đây các bạn ạ. Nào, lâu thế nhỉ, chưa thấy xe bạn Úc. Xe của bạn Úc đi nhanh thật, mình chưa thấy đâu. Xin nhan phải. Zin 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 zin. Ôi, hình như 555 kìa các bạn ơi. Ôi, 555, may quá mình che tránh được xe này rồi. Ôi, thì nó thì đâm các bạn ạ. Ôi, dừng nó để cho người ta sang đường đã. Ui, lái xe này á, mà được không cẩn thận là đâm vào xe đằng sau, đằng trước luôn đấy các bạn ơi. Nào, được rồi, đi tiếp thôi. Ê, các bạn ạ. Nào, zin. Ê, mình phải đi lái từ từ thôi các bạn ơi. Ê, trải nghiệm lái ô tô này là vừa thích nhưng mà rất xa luôn. Wow, ui, đây, bắt đầu. Ui, đây, xin nhanh chạy. Ui, được rồi, may quá các bạn ơi. À, may quá, các bạn ơi, xe lại đi nhanh rồi đấy. Mình đã đi tới chỗ cái xe của bạn ốc rồi kìa. Ui, bạn ấy vẫn đang bị trói ở kia các bạn ạ. Nào, bây giờ mình phải đi sát vào thôi. À, mình tiến sát tới cái xe này rồi này. Con có vật kia, hãy mau thả bạn ốc ra đi. Ui, mình càng đi tiến sát, nó càng đi nhanh các bạn ạ. Không được rồi, bây giờ mình phải tăng ga lên để mình đi sát vào thôi. Bùm, à. Ui, bạn ốc, mấy con có vật bay đi đâu rồi? Ê, chết rồi, mình bị ngã ở đây rồi. Có ai không, cứu mình với. Mình vừa thấy bạn ấy bay ở hướng này mà. Sao chẳng thấy bạn ấy đâu nhờ? Đây, mình đây. Mình ở trên này. Ôi, sao bạn ở trên đấy á? Cứu mình với. Ừ, để tôi trèo lên cho nào. Bạn kèm ơi, cứu. Đây rồi, tới đây. Chạy với. Ui, sao lại trèo lên đây này? Bạn bạn tháo ra hiệu mình với. Đây, nó buộc chặt lắm mà đằng sau bên này bạn ơi. Đấy, được rồi, cửi ra đi. Đấy, cửi ra. Mày quá. Mày nhờ, có sao không? Chân tay có làm sao không? Không sao bạn ơi. Đi xuống đây, nhanh lên. Mình tìm từ vừa nãy chả thấy xe cảnh sát đâu bạn ơi. Bạn lấy cái gì bạn hút cái con quái vật với xe đấy? Đây này. Wow, được xe này hả? Xe này đấy, hiện đại lắm. Ui, cái xe to này bảo sao mà bạn hút không thấy xe cảnh sát đâu, không biết nó bay đâu rồi. Đúng rồi bạn ơi, xe này á, mình tự lái luôn bạn ốc ạ. Được trải nghiệm luôn, thích lắm. Ui, mình thử lái xem nào. Đấy bạn ốc, thử lái đi. Mình có bằng lái xe ô tô rồi nhá. Đây là cái nút ấn bắt đầu này. Ui, tất cả đó, các chức năng đều hoạt động rồi đấy. Đây là hai cái gương này, còn đây là hai cái xi nhan này. Đây, cái vô lăng là điều khiển sang trái sang phải này. Còn đây là số này. Dừng lại. Đấy, dừng lại để cho người đi đường qua đường bạn ơi. Đúng rồi đấy, vừa lấy tờ cung lái như vậy đấy bạn ốc ạ. Nào đi tiếp thôi. Đấy. Tự lái này hay nhờ bạn nhờ. Ừ. Wow, đấy, nhưng mà vừa lấy tí nước nó đâm vào cái xe ô tô đây này. Đây. Xi nhan. Đấy, xi nhan này, nó nháy này. Lại dừng thôi. Đấy. Đi hay chưa các bạn ơi. Và kèm ơi, cái xe này của bạn mình nghĩ không tiêu diệt được con quái vật đấy đâu. Mình phải đi tìm cái xe của chú cảnh sát, nhờ xe cảnh sát đấy tiêu diệt con quái vật đấy bạn ơi. Đúng rồi đấy, chúng mình đi thôi. Bạn kèm ơi, bạn xích con chó của bạn vào này. Vừa nãy mình gọi bạn ăn nó đuổi mình như này. Ơ, không phải con chó nhà tớ đâu. Con chó ở đâu ấy bạn ạ? Hay là con chó của chú cảnh sát nhờ? Đúng rồi đấy, giống con chó của chú cảnh sát lắm. Con quái vật nó tiến tới nó ăn mất rồi kìa. Con cua của bạn nó đang đánh nhau con đấy này. Không biết là con cua có thắng không, mà con kia nó dám chân vào nó rồi kìa bạn kia. Thôi mình thấy nó ăn mất rồi, để mình chạy ra mình tiêu diệt cho. Ui con này, nguy hiểm đấy. Cẩn thận đấy, hàm răng của nó sắc lắm bạn nè. Được rồi, ui. Cái này không ổn đâu. Nó còn nhảy lên được kìa. Ui, thôi, nó vảng phát, bay cả kiếm đấy bạn ơi. Tớ chạy đi đá bạn ốc ơi. Bạn ốc ơi, có khi chỗ này vừa lấy bạn ngã, có khi cái xe nó cũng quay quẩn ở chỗ này đấy bạn nè. Đấy, có tiếng này. Bạn mở xem nào. Đâu? Wow, có đèn đấy rồi. Đèn của chú cảnh sát đấy rồi. Ui, đây. Đúng rồi đấy, để tớ lấy ra nhá. Ui, mắc chặt quá bạn ơi. Ui, đúng rồi, chú cảnh sát chú quài đấy lên đấy các bạn ạ. Ý, nào để tớ lôi ra xem nào. Wow, đây rồi. Xem xe còn đi được không bạn ơi? Đấy nhá, để tớ xem nào. Wow, xe vẫn chạy được này. Ui, xe lái nhanh được đây. Tớ thấy xe này á, nó có cả một chế một cái xe nữa này. Để cho ai ngồi ở đây ý bạn nè. Vừa nãy con quái vật nó bắt mình ngồi đây này. Ui. Con quái vật ngồi chỗ xe của chú cảnh sát đây này. Thế còn bình thường thì là ai được ngồi ở đây hả bạn? Cái xe này là xe đôi đấy. Chỗ này á,
thường là có một chú chó béc dê ngồi đấy. À, thế phải chú chó đi cùng với chú cảnh sát để đi tuần tra đấy bạn nhờ. Đúng rồi. Nhưng mà con chó bị con quái vã mất rồi còn đâu. Ừ, thế mình phải đi tìm con chó cho chú cảnh sát này nữa cơ. Nhưng mà bây giờ mình phải nhà chú cảnh sát tiêu diệt quái vật cho mình đã. Tôi thấy cái xe này mạnh đấy bạn ạ. Đây lại là có rất nhiều các cái chức năng này. Để tôi ấn thử xem nhá. Wow. Đấy. Ui. Đấy. Có cả nhạc luôn này bạn ơi. Ui. Cái này là để cấp cứu để đi nhanh đấy. Để cho dẹp đường đấy. Đúng rồi đấy. Còn cái lúc này. Ui. Lúc này là để đi nhanh đấy bạn nhờ. Ở đây còn một cái lốp dự phòng thế này. Đúng rồi. Nếu mà cái nốt này nó bị xịt ấy thì sẽ lắp nốt này xuống dưới đây này bạn ơi. Rất tiện nhờ bạn nhờ. Nào, ui mình nhà chú cảnh sát đi. Chú cảnh sát ơi, hãy giúp mình tiêu diệt quái vật đi. À đây rồi, con quái vật nó đang đứng ở đây này. Hình như nó đang định tìm các con vật để nó ăn đấy bạn ạ. Mình nghe tiếng xe cảnh sát đến kìa. Ui mày quá, xe cảnh sát đang đến rồi. Ui chú cảnh sát còn cầm cả súng kìa. Ui mày quá, con quái vật đã bị tiêu diệt rồi kìa bạn ơi. À đây này, ui mày quá, chú cảnh sát chú còn trả cả mấy con cua về này bạn ơi. Ui mấy con cua ngồi ở cái thùng xe này vừa này. Ui chú cua này chú không thích ngồi, chú chạy ra rồi. Wow, nào mình bắt nốt con cua này ra nhá các bạn nhá. Ui, may chưa này. Đấy, hai chú cua to lắm các bạn ạ. Ôi nhưng mà bạn ơi, chưa thấy con chó của chú cảnh sát đâu cả. Ôi mình thấy con cua nó tha con chó về kìa. À, đây này. Ôi bạn ơi, bạn bỏ con cún ra đi. Ui, chú cua khỏe chưa kìa. Cõng được cả con cún này này. Đấy, được rồi, may quá. Các bạn ơi. Ui, mình bắt con cua này vào nhá. Ui, chú cua có cái càng khổng lồ thật là tốt bụng đấy. Ui, đã cứu được chú chó về đây rồi này. Bạn biết con chó này chó gì không? Ờ, đây là một con chó mực bạn ạ. Không phải đâu, đây là con chó béc dê đấy. Wow, ui con béc dê cái đuôi nó dài vậy á bạn ơi. Ừ, bạn ơi chú chó ngồi đây này. Ui đúng rồi đấy các bạn ạ. Wow, ui xe cảnh sát đang đi với chả chú chó đi rồi kìa các bạn kìa. Ui đi nhanh lắm các bạn ạ. Ui. Và kem ơi bây giờ có hai xe ở đây, mình xem xe nào chạy nhanh hơn nào. Để tôi bật công tắc xe tớ lên nhá. Rồi, 2, 3. Ui xe cảnh sát chạy nhanh lắm bạn ơi. Ui xe này làm mới tới đây này bạn ơi. Xe này phải điều khiển cơ. Đấy, cái điều khiển thì mới đi được các bạn ạ.